Các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Philippines hôm 11 tháng 4 đồng ý hoàn thành lộ trình hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Philippines trong vòng 5 đến 10 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin cho biết, hai bên đã thảo luận về việc cung cấp các nền tảng phòng thủ ưu tiên, bao gồm radar, máy bay không người lái, máy bay vận tải quân sự, các hệ thống phòng thủ bờ biển và phòng không trong cuộc gặp 2 cộng 2 ở Washington. Cuộc họp có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và những người đồng cấp Philippines. Tuyên bố chung cho biết, việc thông qua lộ trình hỗ trợ an ninh trong những tháng tới sẽ hướng dẫn các khoản đầu tư hiện đại hóa quốc phòng chung và thông báo về việc cung cấp các nền tảng ưu tiên trong năm đến 10 năm tới. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo cũng phát biểu trong cuộc họp báo rằng hai bên đã tăng gấp đôi cam kết hiện đại hóa Liên minh Philippines-Mỹ. Hai bên cũng thừa nhận quan hệ đối tác cần phải đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc duy trì một trật tự quốc tế dựa trên pháp luật quốc tế theo hãng tin reuters ông austin cho rằng còn quá sớm để thảo luận về những khí tài mà mỹ muốn bố trí tại căn cứ quân sự của philippines theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao adca được mở rộng gần đây Ông Manalo cho biết, các địa điểm của ADCA chủ yếu nhằm cải thiện khả năng tư tác quân sự, giải quyết các thảm họa hạt nhân tiềm ẩn và có thể ứng phó với những loại thách thức an ninh khác, nhưng không nêu chi tiết. Lầu Nam Góc chưa cho biết cụ thể các địa điểm bổ sung sẽ được sử dụng cho mục đích gì, ngoài trừ hoạt động mở rộng sân bay và huấn luyện liên quan đến khí tài hải quân. Tuyên bố chung cho biết, Mỹ dự kiến tăng chi tiêu phân bổ cho các địa điểm ADCA lên hơn 100 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2023 so với mức 80 triệu đô la Mỹ được công bố trước đó. Hai bên cũng nhất trí nhanh chóng theo dõi các hướng dẫn quốc phòng song phương mới. Cuộc họp ở Washington diễn ra sau khi hơn 17.000 binh sĩ Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đây nay, hôm 11 tháng 4, nêu bật mối lo ngại chung của hai nước về Trung Quốc. Quan hệ Mỹ-Philippines đã ấm lên đáng kể với thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, và cuộc gặp 2 cộng 2 là cuộc gặp lần đầu tiên kiểu này trong vòng 7 năm qua. Ông Marcos hôm 10 tháng 4 cũng đảm bảo với Trung Quốc rằng căn cứ quân sự mà Mỹ có thể tiếp cận sẽ không được sử dụng trong hành động tấn công, nhấn mạnh thỏa thuận với Washington được thiết lập để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.